Happy Robust Shop, nơi bạn có thể mua Robust uy tín với giá cả phải chăng. Robust 120 giờ, Robust chính hãng. Cùng với đó là đa dạng các loại dịch vụ cài thuê, mua Game Pass, mua Devil Fruit vĩnh viễn. Còn chờ gì nữa, hãy đến ngay với Happy Robust Shop. Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Blockroot nha mọi người. Thì hôm qua mọi người thấy là mình có một clip short là mình có được cái trái khủng long rồi đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ gọi là đem cái... Nói chung là cái trái khủng long này là ngày hôm qua mình được fan nó tặng và nó cho. Thì ngày hôm nay mình sẽ bỏ đi cái trái cáo của mình và mình sẽ ăn trái khủng long vào mình làm clip cho mọi người xem ha. Trái đam này kia, review chiêu. Chắc là sẽ review chiêu trước nhé mọi người. Đây, trái khủng long của mình chắc là sẽ review chiêu trước thôi nhé mọi người. Đấy, trái khủng long nhé mọi người. Nhìn cái đuôi cáo cầm mấy trái khủng long nhìn cũng đẹp hết đó chứ. À, người thấy không? Đây là trái khủng long nhé mọi người. Trái khủng long này thì nó cũng không gọi là không có quá đắt mọi người à. Nó cũng bình thường thôi à. Nó rất là bình thường so với những trái khác luôn á. Nhưng mà được cái thì nó mới thì mình làm cho mọi người xem thôi. Và nghe nói đâu có thông tin là trái rồng nó sửa lại hình như là 5.000 robot đó mọi người à. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà dù gì thì mình đã có trái rồng vĩnh viễn rồi, mình không quan tâm lắm. Bây giờ mình sẽ chụp hình với cái trái T-Rex một phát nha mọi người, để xem thử coi test chiêu thì chắc là mình cũng làm sơ sơ thôi, chủ yếu là mình sẽ cài lên và show chiêu cho mọi người xem trước. Có những bạn thì chắc là có xem rồi, có những bạn thì chưa xem, thì ai chưa xem thì có thể vào video mình xem, hoặc là một xíu nữa mình sẽ làm sau mình sẽ đem cái nick phụ mình vào nữa. Mình đang có nick phụ mình vào, mình coi thử cái đam đủng và chiêu thức của nó như thế nào nhé mọi người. Thì mình sẽ làm sơ sơ thôi, không có gọi là hoàn chỉnh thì chắc là mình sẽ đem đi bơi. Và mọi người thấy một điều không? Mấy bữa nay tựa game này nó làm mấy trái quỷ toàn là trái quỷ kiểu cái dạng sao ta? Nó toàn là những cái trái quỷ kiểu trái khủng long đồ, trái nói chung là những trái hệ giòn đó mọi người à. Bây giờ mình sẽ ăn vô ha. Ăn vô và mình sẽ đi test skill. Đấy, mình sẽ bỏ đi cái trái cáo của mình. Đó. Cái khủng long, cái T-Rex này thì nó sẽ có 300 battery à, cũng khá là căng đó nha. Ô, có cái đuôi à mọi người à. Ăn trái khủng long giờ thì nó sẽ một cái đuôi à. Vãi chưởng à. Thì trên cái quá trình farm của mình thì chắc là mình cũng sẽ quay lại và cái quá trình farm mình sẽ tu nhanh video ha, xong rồi mình sẽ tại sao. Đấy, bây giờ mình đâm phát xong bắt đầu mình sẽ đi. Ô, đâm trái lửa luôn mọi người à. Thì nghe nói đâu trái rồng nó sẽ sửa lại bán 5.000 robot đó nha mọi người. 5.000 robot đấy nha, đừng có đùa, 5.000 robot là hơi bị đắt luôn á. Rồi bây giờ không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi farm battery trước nhé mọi người. Sau khi đầy đủ thì mình sẽ test chiêu và coi lượng nam mà đánh giá cái trái khủng long thì có nói như thế nào nhé mọi người. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. On and on we'll go.
Nhưng mà nó cài xong cái trái khủng long rồi nhé mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi test chiều thôi. Thì đầu tiên thì chắc là mình sẽ test với boss thôi, mình sẽ test với người. Thì ngày hôm qua lúc mà mình đang bận bịu làm những cái video gọi là test này kia các thứ của update á, thì mình nghe bắt đầu trái này rất là mạnh, trái này rất là lõi mọi người ạ. Chiêu nào cũng có ha, thể phá được Haki đối phương. Thì mình không biết thực sự nó như thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ thử test. Và test xong rồi thì chắc là mình được thì mình sẽ có một cái video mình dùng đi thử săn bao ti coi như thế nào nhé mọi người. Thì săn bao ti chắc là mình cũng sẽ dùng để xì bam giống kiểu trái báo thôi. Thì không biết thì cái trái này với trái báo thì trái nào nó sẽ hơn. Nhưng mà mình thấy có lóng nộ thì thực sự ra những cái trái mà nó có lóng nộ á thì nó sẽ gặp một vấn đề là nó sẽ không ngon lắm mọi người ạ. Không ngon có nghĩa là khi mà mọi người dùng, mọi người đánh thì nó sẽ phải chờ lóng nộ rất là cực luôn. Rồi mình farm nãy giờ nó ra cả cái hải tặc trên biển luôn rồi mọi người. Thì được rồi, chắc là đi lượm trái quỷ phát á. Đi lượm trái quỷ phát xong rồi đánh cái nhà máy phát xong rồi sẽ bắt đầu làm thôi. Test thì cũng không có gì đó quá khó khăn đó mọi người ạ. Chủ yếu là coi lựa đầu tiên là đam lên quái xong rồi đam lên người. Và cái gọi là cái phá Haki của nó thì xíu nữa thì mình sẽ để cái màn hình ở cái video, ở cái gọi là cái màn hình ở cái đích phụ cho mọi người xem gọi là nó phá Haki thì nó sẽ phá như thế nào. Haki là gọi là cái chiêu nào nó cũng phá hay là như thế nào nhá mọi người. Ngày hôm qua lúc mà mình làm mấy kiểu cái này nó bán Haki luôn nè, để coi thử có bán cái màu gì nhờ. Nãy giờ mình farm được server. Và một điều nữa, mọi người ạ. Cái sao ta? Cái trái quỷ này á farm đánh thường không ngon nha. Farm hồi nãy mình ngồi mình farm thấy đánh thường rất là... Đánh thường nó bị đẩy lui quái mọi người ạ. Đánh thường bị đẩy lui quái, quái văn tè lay hụt may á, không có đánh được, khó rất khó đánh luôn. Phải sử dụng chiêu á. Bây giờ mình đi lượm trái quỷ phát ha, xong rồi mình về mình đâm phát luôn. Đấy, di động xong mình về mình đánh cái hải tặc trên biển phát luôn. Đấy, coi thử có ra được cái gì không. Ví dụ như ra được cái Kitsune hay sao. Đấy, biết đâu được mọi người thấy không. Kitsune thì gọi là húp luôn á chứ. Đúng rồi, đây là Kitsune này. Kitsune có cái hình rất là lạ. Bây giờ chúng ta sẽ về chúng ta tán đại cái này nha mọi người. Đánh quái, quái nhanh lắm mọi người. Quái cũng nhanh lắm. Mình không thích một thích không thích một xíu nào cái đánh thường của cái này nha. Nhưng mà không biết là khi mà lên cái dạng gọi là dạng con khủng long gọi là thì nó sẽ như thế nào. Cái khủng long này là trái của thằng gì mà mình nhớ là hình như là lúc sau nó bên phe hải quân đó mọi người ạ. Thằng đó tên là gì quên mất tiêu à. Mình quên cái tên thằng cái khủng long T-Rex này rồi mọi người ơi. Ai còn nhớ thì cho tôi cái comment. Ấy bây giờ tôi xài sơ cho mọi người xem thôi ha. Sơ cho mọi người xem thôi. Xíu nữa thì chúng ta sẽ đánh, chủ yếu là đánh xong cái hải tặc xong rồi mình sẽ ra test với cái mấy cái con quái mà tôi hay kêu là binh gà đấy. Đấy, để mình biến thử. Cái này nè, chủ yếu là cái này nè mọi người ạ. À. Chút là chủ yếu là cái này. Ui, đánh chậm đi. Ui, đánh chậm đi. Ui giời. Đánh chậm đi. Gì đánh chậm vậy? Ui, cắn xé rồi các thứ nhưng mà đánh chậm quá mọi người ạ. À. Mà hình như nó có rút máu rồi nè mọi người ạ. À. Nó có cả rút máu này, mình thấy hình như là bị rút máu rồi mọi người ạ. À. Như là mình thấy là con quái đó, mình thấy là mình đánh hết chiêu rồi. À, cái chắc là cái chiêu cắn xé nó có hút máu mọi người. À, ở cái chiêu này nè, chiêu C ấy, mọi người ạ. Thì nó sẽ có hút máu. Chiêu F thì chiêu này không biết nó có đốt hay không nhờ. Cắn xé thì có hút máu nhưng mà không biết cái đó thì có đốt hay không. À.
Ồ ra tiếng con này mọi người. Rất cái gì á? Hiện cái hình gì á? Ừ, không quan tâm nó ra được cái tiếng cũng được, cắt vào. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi test thôi nhé mọi người. Cái lóng nọ thì không biết là như thế nào. Lóng nọ này chắc là để biến thành con khủng long xong rồi chúng ta có thể spam để nó hồi chiêu lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình đó là đi test cái quái trước. Đầu tiên thì test chiêu thôi mọi người, test chiêu test đam trước thôi. Đam coi đam nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ test đánh thường. Một chiêu đánh thường nó có 668 máu nha mọi người. Mình đang sử dụng cho mình đó là điểm trấn quỷ nha. 668 máu thì khá là yếu mọi người ạ. 668 máu thì nó gọi là về cái việc đánh thường của trái này là không khả thi rồi. 668 máu thì đánh thường nó không khả thi rồi mọi người ạ. Đấy. Thì chúng ta sẽ đến với chiêu Z. Chúng ta sẽ test đam thứ nha mọi người. Z thì nó sẽ chuẩn ra, nó chuẩn một cái chuẩn lực màu xanh xanh gây khoảng 3.000 sát thương. 3.000 sát thương nha mọi người, 3.000 sát thương, 2.700 sát thương. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu X. À nó sẽ hút lại à, hút lại xong thổi ra. Ui đam toàn hết đi, 5.000 mấy đam à. À kiểu như là nó sẽ đứng nó gồng à, đứng gồng xong rồi thổi ra. Không biết là cái trái này đi săn multi thì xì bám chiêu nó có ok không, không biết. Đây, nó sẽ hút lại nè, thổi ra. Đấy, 5.200 đam mọi người à, phải bìu. Chiêu đầu tiên 3.000 mấy đam, chiêu thứ hai 5.200 đam, nếu mà chính full chiêu là tính ra là 8.000 đam rồi đó. Chiêu C của nó là cái chiêu, đây là mình chưa biết hình dạng khủng long nha. Chiêu C của nó là nó sẽ gồng. Gồng mà nó ổi mọi người, gây ra là sức thương là 3.500, gồng mà ổi. Thì coi xì bám chiêu thì chúng ta tới xong rồi chúng ta sẽ coi thử xì bám chiêu thì sẽ xì bám như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ hướng tới cái việc là xì bám chiêu thôi, chứ chưa gọi là săn công ty kết hợp như thế nào hết. Ví dụ như là sơi nè, ủi nó gái lại xong chúng ta sẽ dét xong rồi hút, hoặc là chúng ta sẽ hút lại, chúng ta sơi xong rồi chúng ta sẽ hút lại xong chúng ta dét. Đấy, rất là nhiều thứ luôn. Thì đến với chiêu S thì hai chiêu này là, chiêu này là 3.000, chiêu này là 3.000, là 6.000, chiêu kia là 5.000 nữa là tầm khoảng 11.000 rồi. Chúng ta sẽ đến với chiêu F. Chiêu F thì nó sẽ làm gì đây, nhảy lên, nhảy lên đập xuống mọi người ạ. À, mình đập hụt à. Tôi gọi là dạo này tôi hơi dài cả, tôi đánh chiêu nó hơi hụt xíu mọi người cảm. Đấy nha, để coi lượng đam của chiêu F thì như thế nào. Ồ 3.000 đam nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng 15.000 đam. Và khi mà chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta sẽ biến hình dạng khủng long nhé mọi người. Chúng ta sẽ biến hình dạng khủng long. Đó. Dạng khủng long này đứng gần thì nó sẽ gây ra sát thương. Đấy, gây văng lửa gây ra sát thương. Và nó có gọi là cắn bị hút máu nè mọi người. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ cái này, à chiêu nào cũng có hút máu, cũng chỉ có 7.000 mấy hút máu lên tầm khoảng 8.000 thì cũng cái nữa 9.800 à. Bây giờ rút cái nữa, rút nhiều thế, rút lâu thế, nhưng mà cũng thấy nó chả bao nhiêu hết mọi người, vài chục máu nhầm nhọ gì. Bây giờ chúng ta sẽ thử chiêu Z nha. Chiêu Z nó quắt đuôi 3.000. Ồ có đốt cái này, đốt cái này mọi người ạ. À. Ê đốt cái này nó có hiện cái hình trên đầu nó sẽ đốt à. Ngon nha, cái thấy cái mấy chục ma, mấy trăm, khi bị biến thành dạng khủng long thì có vẻ như nó sẽ ok hơn đó mọi người ạ. À. Dạng khủng long thì chúng ta sẽ siêu ba kill nó sẽ ok hơn á. À, chiêu nào nó cũng có hút mọi người ạ. À. Ủa cái đam của chiêu ít bá thế giờ. Ui trời ơi, mọi người nhìn đam chiêu ít kìa. Phải chủ chưa, nhìn đam chiêu ít kìa. Đây, à, bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu sơ nha. Ui, trắng, trắng xé. Thế ra là biến thành dạng khủng long thì chúng ta sẽ cắn xé, sau chúng ta sẽ ít, sau chúng ta sẽ dét. Đấy, sự âm chiêu nó cũng phải có lộ trình rõ ràng nhé mọi người. Nhưng mà cái hala long, mình thấy cái trái này lúc mà dạng thường xì bam nó cũng khá là ok. Chiêu C nó cũng mạnh phết đấy. Đây mình thử làm một cái combo xì bam cho mọi người xem ha. Đấy, C, ít, dét. Đấy, người không? Đấy, đây là một cái combo xì bam nhé mọi người. Chúng ta sẽ có thể bỏ chiêu F đi. Đấy, cái dạng khủng long quá ghê. Đốt máu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất. Cái này là phần đánh ngoái thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất cho mọi người. Đó là cái phần đánh vào người. Thì giờ mình sẽ gọi là mở Haki lên. Để ngày hôm qua mình nghe nói với tôi kêu là chiêu nào nó cũng gọi là phá Haki đối phương. Thì bây giờ mình sẽ coi thử coi nó phá Haki đối phương như thế nào nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bật Haki bên đây cho mọi người xem ha. Xong rồi mình sẽ mình sẽ quay cái tắt cái này đi. Không được, mọi người chờ mình xíu nha. Mình sẽ set up lại nhé mọi người. Thôi, à, cái nào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ để bên đây. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem tất cả những chiêu hức của cái trái này. Có phải là chiêu nào nó cũng gọi là phá Haki hay không nhé mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thử với chiêu Z. Đây, đứng gần luôn, chiêu Z. Không, chiêu Z không phá Haki nhé mọi người. Chiêu Z không phá Haki rồi. Ngày hôm qua anh nào Vector kêu là chiêu nào cũng phá Haki mà ta.
Bây giờ chiêu ghét là không phá hơi kia rồi mọi người ạ. À. Nó không phá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử với chiêu ít nha. Rồi chiêu ít thì chắc chắn là sẽ phá rồi. Hút một phát là phá liền. Đấy, hút một phát là nó phá liền. Bây giờ mình sẽ bật hơi kia lên lại ha. Nó hút một cái là nó phá liền mọi người ạ. À. Chiêu ít hút một cái là phá liền. Đây cho mọi người xem ha. Vừa bấm chiêu ít cái là nó phá hơi kia nó phun liền. Đấy, mọi người thấy không? Ngon, cái này là ngon nha. Dùng mili tiếp cận nha mọi người. Dùng cái electric, dùng gì lộn, dùng cái mili cái gì ta, mili electric 12 người chơi lại xong người chuyển qua trái khủng long mọi người hút ấy là nó sẽ phá, là nó gọi là auto, gọi là đối phương sẽ gọi là đi bán muối khá là cao. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chiêu C. Chiêu C thì để xem thử coi nó có phá haki được hay không nhé mọi người. Chạm vô phát nó phá liền là ok nha. Ô phá nha, rất phá rất nhiều thứ nha mọi người ạ. À. Trời ơi, những cái chiêu hức mà gọi là phá haki thì bây giờ mình để mình test lại coi còn mấy lần haki. À còn 3 lần. Còn 3 lần vậy là chứng tỏ chiêu C nó có phá haki luôn nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái chiêu F. Đấy. Cái này thì mình nghĩ là mình cái chiêu F này thì nó hơi chuối mọi người. Chiêu F này hơi chuối. Bây giờ chúng ta sẽ thử đánh vào người thí dụ như mình là một người tầm 26m body thì mình sẽ đánh bao nhiêu chiêu thì đối phương sẽ nghẽo nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử combo C3 cho mọi người xem luôn. Đấy. Mình sẽ gồng lên nè. Hồi nãy mình bảo là như thế nào? Đấy là mình bảo là mình sẽ xê đúng không? À, ví dụ như mình đứng gần đi, đứng gần. Ép lại. Đấy, xong mình xê xong nó hút lại này. Đấy. Thật là ơi, mọi người thấy không? C3 rất là kinh. Ồ, cái này là một trong những cái quỷ mình nghĩ là sắp tới là nó sẽ nằm trong những trái quỷ đi C3 rồi mọi người ạ. À. Cái C3 như thế này thì chơi bời tầm gì nữa mọi người ạ. À. Có thể là mình sẽ làm ngay một cái video đi săn bao tiêu một cái trái khủng long này cho mọi người xem. Mình cảm giác như nó C3 rất là kinh khủng khiếp mọi người ạ. À. Ê, làm lại nha. Thì chúng ta sẽ, ví dụ như chúng ta sẽ X, C, Z. Đó, ôi, trời ơi. Bà thấy chưa, mọi người thấy chưa? Đấy. Đó, C3 này nó cũng phải có combo rõ ràng nha mọi người. C3 này nó cũng phải có combo rõ ràng. Bây giờ chúng mình sẽ bật quay cái màn hình lên lại ha. Đấy, xong mình cho mọi người xem hai màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ làm lại một phát nữa. Mình đứng ở bên cái nhân vật chính mình C3 cho mọi người xem ha. Đấy, đáp to điên. Đây, chúng ta làm như nào? Chúng ta sẽ lao lại, chúng ta cắn nè. Sau chúng ta sẽ sau chúng ta sẽ ít nè, chúng ta Z nè, sau chúng ta F phát nữa nè. Đấy. Đó, mọi người thấy chưa? Ôi ơi, đừng gọi cái này không phải là gọi là xì ba, cái này gọi là combo nhé mọi người. Đấy, ảo ma Lazada chưa? Thì sắp tới thì sau cái video này chắc chắn tôi sẽ đi làm một cái video săn multi ngay cho cái con cái trái khủng long này mọi người, là quá là bá đạo luôn. Thật sự là Beto bảo nó bá thì có thể là ra bây giờ thì có thể là tôi sẽ thua, nhưng mà tôi sẽ cố gắng đi tìm những ông nào multi thấp thấp tôi làm cho mọi người xem á. Còn video mà gọi là thử test skill và test đam của trái khủng long và đánh giá thì nó quá là bá mọi người ạ. Mình không biết trái nào sửa lại thì như thế nào, nhưng mà hiện tại cái này có thể đánh, có cái này nó có thể đánh đồng với trái báo được á, mình nghĩ thế. Còn mấy bạn như thế nào, mấy bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Mọi người biết đâu sao. Cảm ơn mọi người, bye bye.